Vừa qua, tại Thư viện Tổng thống mang tên BNL Xanh ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra một sự kiện quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đó là khóa họp lần thứ 19 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Phát biểu với báo giới sau khóa họp, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Y Suvalov và Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng đều hài lòng về những kết quả đã đạt được, đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga sẽ có bước phát triển mang tính đột phá, đặc biệt là vào tháng 10 tới khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực. Một trong những nội dung quan trọng bậc nhất đã được bàn rất kỹ trong khóa họp này là về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và các đơn vị dầu khí của Nga đã có nhiều thỏa thuận hợp tác cũng như ghi nhận nhiều kế hoạch trong thời gian sắp tới, như việc đàm phán về giá đầu ra sản phẩm với liên doanh Gazprom EP International tại các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.